Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài viết Thuế gián thâu và thẳng sứ quán do tác giả Tưởng Năng Tiến. Năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117 trên 180 với mức điểm 33 trên 100 về chỉ số tham nhũng. Tổ chức minh bạch quốc tế vài năm sau này cũng từ lỗi thằng đánh máy, xem chừng thưa hẳn trên những trang báo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hỏi thăm mới biết rằng với thời gian cùng tuổi đời, mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo. Đám hậu duệ thì không quan hệ và cũng chả tiền tệ, nên cả lũ đành chạy xe ôm. Chứ chả đứa nào chịu bút đầu và làm một cái chân thư ký quèn ở xứ sở này. Địa vị thấp hèn, lương bổng thấp kém, nhưng phải gánh chịu hết mọi lỗi lầm của nguyên cả một chế độ ngu xuẩn, thì thằng nào mà chịu đời sao thấu. Chám vào chỗ của thằng đánh máy, gần đây có lẽ là thằng sứ quán, nó hiện đang được thiên hạ nhắc đến thường xuyên. Nếu thằng công an nhũng nhiễu dân chúng trong nước ra sao, thì thằng sứ quán cũng gây phiền hà tương tự đối với nhiều người Việt đang sống ở nước ngoài. Sự việc tệ hại đến độ mà ở Âu Châu đã phát động cả một chiến dịch để đối phó với những thằng sứ quán. Mới đây, tại Mỹ Châu lại có thêm một dự án vừa được ra đời với đôi lời giới thiệu ngắn gọn và minh bạch như sau. Trang web này được lập ra với hai mục đích: giám sát tình trạng nhũng nhiễu lạm thu của các sứ quán Việt Nam và cung cấp thông tin quy trình thủ tục làm giấy tờ và chi phí để giảm thiểu số nạn nhân của các sứ quán. Chúng tôi là một nhóm người Việt Nam đang sống và làm việc ở Silicon Valley. Từ nhiều năm nay, chúng tôi bị Tổng lãnh sự quán San Francisco nhũng nhiễu lạm thu khi đến làm giấy tờ. Thông qua diễn đàn, tôi và sứ quán, chúng tôi được biết vấn nạn này đã diễn ra nhiều năm nay, ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì ở Mỹ. Sẵn có chút nghề trong người, chúng tôi quyết định làm trang web này như là một cách để góp lửa với anh chị em trên diễn đàn. Đàn tôi và sứ quán, chúng tôi viết chương trình để tự động tải về các bài viết trên diễn đàn, rồi thống kê theo địa điểm sứ quán và loại nhũng nhiễu tạo thành một báo cáo minh bạch để chứng minh đây là lỗi hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, ở khắp mọi nơi, chứ không phải riêng lẻ như Bộ Ngoại giao giải thích. Chúng tôi xác định đấu tranh với sứ quán là chuyện lâu dài và cam kết sẽ duy trì trang web này cho đến khi nào không còn nạn nhũng nhiễu lạm thu. Báo cáo minh bạch sứ quán sẽ được công bố hai kỳ. 5. Chúng tôi còn nhiều dự định cho dự án này và sẽ sớm công bố trong thời gian sắp tới. Giữa lúc nhân tâm lý tán và vô cảm trở thành một vấn nạn lớn cho cả một dân tộc như hiện cảnh, thì mọi nỗ lực hướng đến công ích, bất kể lớn hay nhỏ, đều phải được đón nhận với tất cả trân trọng cùng thiện cảm. Tôi vô cùng quý mến tinh thần dấn thân và tính minh bạch của những vị đang chủ trương điều hành dự án thượng dẫn. Tuy thế, vấn đề e không phải do lỗi nơi thằng sứ quán, mà ở thằng cơ chế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho blogger Nguyễn Thị Từ Huy, RFA, vào hôm 28 tây tháng 6 năm 2016, ông Đặng Sương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva, cho biết công chức Bộ
của Bộ Ngoại giao ở nước ngoài chỉ có lương cơ bản chừng khoảng 500 US dollars một tháng. Với số tiền nhỏ nhoi này mà một nhân viên thuộc tòa tổng lãnh sự ở Houston dùng để ăn sáng thì có thể dư, nhưng ở San Francisco thì chắc thiếu. Còn ở Washington DC thì thiếu chắc. Thảo nào mà dư luận không ít điều tiếng eo xèo và nhiều lời cay đắng. Trúc Bạch kể cũng tội, người ta bỏ ra rất nhiều tiền để có một chân lớn, nhỏ trong đại sứ quán. Bây giờ là lúc thu hoạch, để trước là trả lãi ngân hàng, sau là để lấy lại vốn, rồi mới tới lãi chút ít cho bản thân. Vậy mà các anh chị em Việt Kiều yêu nước lại không thông cảm được hay sao? Hường Vũ, trừ đại sứ được cấp nhà riêng, tất cả ở phòng tập thể, thường thì 4 người chung một phòng, 20 mét. Họp hành ngoại giao thì lúc nào quần áo cũng sực nức mùi xào rán, bởi quần áo lưu cữ trong gian phòng chật hẹp. Chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn như CCC, trợ giá học tập hay trợ giúp hoàn cảnh gia đình gì, hoàn toàn không. Sống ở các nước tư bản, trường lớp, công được free thì đỡ. Sống ở các nước thổ dân phải đóng tiền học cho con cái thì số tiền lương coi như chẳng bỏ chua mép dép. Mà để có một chân trong sứ quán, các mẹ tưởng bần nông chân đất mắt toét đi thì tuyển công chức là nghiễm nhiên có một chỗ ấm êm trong sứ quán. À ha ha. Thế mà các mẹ đòi hỏi họ phải phục vụ các mẹ cách công chính, không làm thu, không phiền nhiễu. Xin lỗi các mẹ, chân chạm xuống đất một tí, nhìn đời thực tế hơn đi. Sống và làm việc cách công chính như nhân viên sứ quán các nước khác. Nhân viên sứ quán Việt Nam chỉ còn cách cắn dép gặm không khí qua ngày. Nói thế, cắn dép gặm không khí qua ngày, e hơi quá lời. Nhưng cũng khó chối được rằng nhà nước Việt Nam chỉ trả lương tượng trưng đủ để công nhân viên mua sắm quần áo và ăn sáng đến sở làm thôi. Đến nơi rồi họ mới tìm mọi cách kiếm thêm để trang trải cho cuộc sống. Số tiền phụ thu này bị coi là lạm thu. Nếu nhìn với đôi mắt khắt khe, bao dung và khách quan mà nói, thì đây thực chất chỉ là một thứ thuế gian thu, indirect tax, mà nhà nước thu khéo qua tay của đám quan chức khốn khổ và khốn nạn thôi. Blogger Nguyễn Anh Tuấn đã có đôi lời tinh tế. Bi kịch của những người cán bộ này, cũng như nhiều người Việt Nam khác dưới thế chế này, dưới thể chế này, là cùng lúc phải đóng cả hai vai thủ phạm và nạn nhân trong rất nhiều hoàn cảnh, đôi khi trộn lẫn vào nhau đến mức không thể phân biệt, dối trá sinh ra từ đây mà hèn hạ cũng từ đây. Thế trên bộ có biết không nhỉ? Biết tất. Không có loại thuế gian thu này thì Bộ Ngoại giao chưa chắc tồn tại được đến 7 ngày. Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông cũng đều vậy cả. Bởi vậy, mập mờ và gian dối là chuyện tất nhiên và hống hách là hệ quả tất yếu. Cái thái độ thường bị hiểu lầm là cửa quyền của các ông và bà quan chức của nước ta. Chả qua chỉ để khỏa lấp cái mặc cảm do những việc làm quất tất của họ mà thôi. Nên chi trả riêng gì thằng sứ quán, thằng công an, thằng bác sĩ, thằng thầy giáo đều phải kiếm cách thu thêm mới đủ ăn và chung chi cho thượng cấp. Chứ có thằng nào được trả lương đàng hoàng đâu.
và cũng chả thằng nào không chạy mà có được chỗ ngồi. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và được áp dụng xuyên suốt khắp chốn, trên mọi nẻo đường, trong mọi ngõ ngắt và ở tất cả các cơ quan, nhà tù, nhà thương, tòa án, học đường. Bởi thế, nghe các bạn, xác định đấu tranh với sứ quán là chuyện lâu dài và cam kết sẽ duy trì trang web này cho đến khi nào không còn nạn nhũng nhiễu lạm thu, khiến tôi có hơi ái ngại. Ngại rằng chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ mà không mang lại được kết quả mong muốn, vì vấn đề không nằm nơi thằng sứ quán mà ở thằng cơ chế. Theo bảng xếp hạng, thì chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117 trên 180 với mức điểm 33 trên 100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại, thì nạn nhũng nhiễu lạm thu sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại giao. Tưởng Năng Tiến, 12 năm 2019. Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý vị trong bản tin Câu chuyện trong tuần hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trong tuần kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.